Những phương pháp mà điều trị trên huyệt thì hiện nay có bốn phương pháp điều trị trên huyệt, đó là dùng điện từ điện trường tĩnh điện và dương khí. Dòng điện một chiều đều, các dòng điện xung tần số và điện thế thấp, các dòng điện cao tần, như vậy có bốn cách. Dùng dòng điện đây, đây là ta dùng phương pháp là dòng điện một chiều và điện trường trường tĩnh dương khí. Đây là ta dùng máy điện châm này. Đây, phương pháp dòng điện một chiều, tác dụng sinh lý của dòng điện một chiều đều là gây bỏng nơi đặt điện cực, hay là gọi là hiện tượng điện phân dịch thể tổ chức, gây giãn mạch tuần hoàn tại chỗ đặt ở điện cực, gây tình trạng mẫn cảm tăng, trương cơ tăng tại cực âm, gây tình trạng giảm cảm giác, giảm trương lực cơ, giảm đau, giảm co thắt tại cực dương, tăng tuần hoàn và tăng dinh dưỡng, chuyển hóa của các cơ quan tổ chức nằm ở các điện cực. Các cơ quan xa chỗ đặt điện cực nhưng có liên hệ tại mặt tết đoạn thần kinh cũng đồng thời bị ảnh hưởng. Toàn thân là tác dụng an thần, tạo cảm giác khoan khoái dễ chịu. Khi mà người bệnh đang có tình trạng hưng phấn, và ngược lại sẽ tạo tác dụng tăng lực cơ thần kinh. Khi người bệnh đang bị suy nhược, chỉ định là tăng điều hòa hoạt động thần kinh thực vật, các quá trình hoạt động thần kinh cao cấp, suy nhược thần kinh mất ngủ, tăng tuần hoàn dinh dưỡng của một bộ phận hoặc nội tạng phụ, phụ sâu trực tiếp hoặc là trung gian tiếp thần kinh, đưa thuốc vào cơ thể bằng hiện tượng điện phân thuốc, dùng tác dụng gây bỏng tại điện cực âm để đốt các tinh lông mi siêu vẹo nốt ruồi. Những đặc điểm khi ứng dụng dòng điện một chiều đều trong điện châm, dòng điện được đưa trực tiếp ngay từ tế bào của cơ thể, đặc biệt là những nơi được gọi là huyệt, nơi mẫn cảm đặc biệt, điện trợ da thấp, do hiện tượng bỏng xảy ra ở phần thân đâm vào tổ chức vẫn tồn tại ở một thời gian, sau đó là nó nên có tác dụng tiếp tục vào việc hay không. Châm một lần là từ 5 đến 7 ngày, giảm đau, giảm co thắt tại cực dương, tác dụng hưng phấn, tăng trương lực cơ tại cực âm. Tổ hợp các tổ chức đặc điểm trên, điện châm và các dòng điện một chiều đều có tác dụng như trong bệnh mãn tính. Chú ý là do điện phân là mòn kim loại nên cần chú ý đến kiểm tra kim thường xuyên và tránh tình trạng là rãnh kim. Chống chỉ định là bị viêm mủ, viêm cấp có mủ, các u động, u lành, xơ vữa động mạch ở giai đoạn nặng, suy tim độ 3, dị ứng với dòng điện một chiều, bệnh nhân tâm thần kích động, là trẻ em quá nhỏ không được các quy định trong điều trị. Phương pháp chống chỉ định chung dòng điện xung tần số thấp, đây là cái máy điện châm lên trong web xem nhỉ. Đây chẳng hạn như là điều trị viêm mũi dị ứng bằng laser đấy. Thì người ta sử dụng xung điện để tìm huyệt và châm cứu. Máy này nó tác động trực tiếp đến xung với tần số thấp đấy, và vào các địa điểm đau để giải quyết các cơn đau trên toàn cơ thể. Do huyệt châm cứu bằng xung điện tần số thấp và vị trí huyệt vị cần trị liệu. Máy được tổng hợp các chương trình vi tính mô phỏng từ người thật, từ dòng điện kích thích trực tiếp các huyệt trên cơ thể con người, cơ sở dựa vào cảm giác sự kéo đẩy, sự giữ và xoắn sâu của thuật châm cứu. Điều trị đó là công dụng của cái máy này, nó có thể là viêm mũi dị ứng, thiết bị có thể là sử dụng viêm mũi rất hiệu quả, phục hồi sức khỏe và tăng cường tuần hoàn máu. Phương pháp chống chỉ định chung cho dòng điện xung với tần số thấp, đây cái thiết bị này là nó sử dụng tần số thấp, đây tần số thấp.
dụng sinh lý của dòng điện xung, đó là tác dụng kích thích. Nhờ vào sự lên xuống của cường độ xung, độ dốc lên xuống càng dần lớn bao nhiêu thì càng kích thích mạnh. Tác dụng ức chế cảm giác và giảm trương lực, tác dụng đẩy nhanh đến tần số xung lớn hơn là 60 Hz. Tần số này gây ức chế tốt nhất là 100 đến 150 Hz. Từ những tác dụng chung nêu trên, do đặc điểm về hình thể, cường độ, tần số xung của dòng điện mà dòng Radix xung gai nhọn khoảng 100 Hz chủ yếu là kích thích mạnh, tuy nhiên dùng lâu thì gây ức chế. Và dòng xung nêu đứt thì hình chữ nhật, từ tần số, thời gian xung, thời gian nghỉ là cái tác động gây hưng phấn hoặc là ức chế mạnh. Dòng mà lát quýt thì dòng xung là lửa chày, độ nhóc thoai thoải, ứng dụng tốt nhất đối với trường hợp cơ thần kinh bị tổn thương. Dòng beta thì xung hình sim, ứng dụng tốt trong trường hợp cơ và thần kinh bị tổn thương. Tuy nhiên dòng 50 Hz có tác dụng kích thích tròn, dòng 100 Hz có tác dụng ức chế tồi hơn. Tác dụng điện phân của dòng beta cũng mạnh. Dòng giao thoa thực tế có tần số là 100 đến 200 phát sinh ra tổ chức ở sâu, và nó chỉ tác dụng đến bộ phận ở sâu, không tác dụng trên cảm giác của mặt bề mặt da, cho nên là nó có thể tăng cường độ mức gây co cơ sâu ở bệnh nhân và có thể chịu đựng dễ dàng tác dụng ức chế hay hưng phấn tùy vào tần số. Chỉ định kích thích là kích thích các cơ và liệu chống đau, tăng tuần hoàn ngoại vi khi có hiện tượng co thắt phù nề, sưng huyết tĩnh mạch. Cấm chỉ định là sốt, các khối u, bệnh lao, bệnh không điều trị. Chống chỉ định tuyệt đối trường hợp mất cảm giác ở vùng trị. Chống chỉ định tuyệt đối gồm các rối loạn cảm giác, huyết khối do tắc mạch và có thai, khuôn hướng của bệnh nhân mang máy đạt nhịp tim, có dị vật trong cơ thể. Chúng ta xem một cái máy điều trị bằng trung tầng Đông Á. Đây cái máy điện xung trung tầng Đông Á, giá nó là 4 triệu. Và đây điều trị bằng điện xung này. Như vậy thì cần phải lưu ý được điều gì bằng phương pháp điều trị trên Nhật, đó là điện trường tĩnh và y âm khí. Có 4 phương pháp điều trị là điện trường tĩnh và y âm khí. Dòng điện một chiều đều. Các dòng điện xung với tần số thấp và điện thế thấp. Rồi các dòng điện cao tầng. Tác dụng sinh lý của dòng điện một chiều đều là gây giãn mạch. Lưu ý điều này, nó gây giãn mạch, gây ra tình trạng mẫn cảm tăng trương lực cơ tại cực âm. Tăng tuần hoàn máu. Chỉ định là tăng điều hòa hoạt động thần kinh, tăng cường tuần hoàn dinh dưỡng, lưu thuốc vào cơ thể. Còn nó chống chỉ định là đối với trường hợp mũ hoặc các u động, u lành. Phương pháp chống chỉ định bằng dòng điện xung tần số thấp. Tác dụng sinh lý của dòng xung là để kích, tác dụng kích thích. Nhờ vào sự lên xuống của cường độ xung, tác dụng ức chế cảm giác. Đối với dòng Fredrik thì chủ yếu là nó kích thích mạnh. Đối với dòng Lodet thì nó tùy về tần số, thời gian xung, thời gian nghỉ. Chỉ định là kích thích các cơ bị bại liệt hoặc là chống đau. Trong trường hợp bị bại liệt thì người ta sẽ dùng phương pháp xung tầng sinh lý bằng dòng điện xung. Bây giờ thử sốc điều trị bại liệt xem.
bằng điều trị bài liệt bằng dòng điện xung. Chẳng hạn như thế thì trên ấy nó sẽ thông báo cái gì, nó có thể đây chống đau mà tăng tuần hoàn mọi khi chỉ định là chống chỉ định là trong trường hợp sốt sốt thì không không được dùng cái dòng điện xung này để tác dụng sinh lý nó. Chống chỉ định trong trường hợp rối loạn cảm giác huyết khối do tắc mạch, những trường hợp đó là không được sử dụng.